Bạn ơi, hôm nay Helen đi ngang qua cái thành phố Rialto thì mới thấy có một mớ nhà mới xây. Theo bệnh thì nghề nghiệp chạy vô xem để quay chia sẻ luôn. Nó đầy thấp 500 ngàn mà không biết làm sao để vô trong coi. Nhưng mà thấy đối diện nè, các bạn thấy không? Nguyên cái khu shopping họ đang xây lên để cho metro, có nghĩa là tàu lửa điện đó các bạn. Vậy Helen vô coi thử, có shopping rồi có tàu lửa điện luôn. Bên thành phố Rialto, giờ chị vô xem thử nha, của Century Builder nha. Đi vô coi nha, có cổng nha, đi vô HOA với thế bao nhiêu nè các bạn, vẫn còn đang xây mới toanh luôn, chắc mới lên được mấy căn à. Rồi cũng là Century luôn nha các bạn. Giờ mình nó có một cái nhà mẫu thôi, giờ mình vô mình xem thử này. Thuế đất thì có 1.2 nhưng mà có tiền của Belarus á, tổng cộng 1.7 nha các bạn. Tiền HOA là 171 đồng. Giờ cái nhà này mẫu 3 nhỏ lắm, để vô trong coi như thế nào. Nhà này là 514 ngàn nè. Nhà nó hơi nhỏ các bạn, giống như condo vậy. Nhà hơi xinh, hơi nhỏ. Cái bếp cũng vuông vuông nhỏ nhỏ vậy thôi nè. Coi cái sân thử rồi mới đi lên lầu nha. Nhà này nó hơi bị nhỏ thiệt đấy nha. Để cái kiến để cho mình thấy cái nhà nó rộng đó các bạn, nó chiếu lại thấy cho nó chiều sâu á, kiểu cũng dễ thương đơn giản thôi. Nhưng mà nhà hơi nhỏ. Dễ thương. Vườn cũng nhỏ. Cái này khoảng 3.000 square feet rồi các bạn, đủ ăn barbecue thôi. Nhưng mà Helen thích là tự vì thấy nó đang lên. Cái lịch trình là làm cái tàu lửa ngay đây, là các bạn là ngay khu shopping luôn, cho nên thấy rất là hấp dẫn. Cái này mà nó không chịu làm cái quay cho mình nữa nè, làm đơn giản cho nên tiền nào của nấy, mình muốn mình upgrade lên thôi. Đó, cái này để gia vị nè. Tủ được cũng ok các bạn, chất lượng nó tạm thôi chứ cũng không có được xuất sắc lắm đâu, nhưng mà kiểu thì nó vuông vức dễ thương. Cái sân cũng vậy luôn nè. Đó, gara 2C, không có sân trước nha, có đường đi vô mới nãy hay là quay cho các bạn xem á, nó không có làm sân trước giống như mấy nhà kia mà 514. Bây giờ mình đang đi lên lầu nha. Tạm thời là họ đang mua cái chấm xuống còn 5 chấm tiền lời. Bên tay trái nè. Ba phòng ngủ đơn giản quá các bạn, ở dưới có restroom rồi. Trên phòng 3 phòng ngủ thôi. Lầu mà có 1.500 square feet ha. Cho nên nhà tạm nhỏ, chỗ giặt chỗ sấy như những nhà khác. Đây phòng master bedroom đây. Ui, nhìn cũng dễ thương ghê. Ôi đẹp nha, trong này đẹp nè. Có view rồi luôn các bạn ơi. Nhìn cũng đẹp ghê nha. Đó, bên tay phải là toilet rồi tủ đựng quần áo. Ôi cái phòng này rộng đẹp ghê các bạn. Đơn giản nè. Tủ coi nè. Đồ cũng thường lắm chứ không có. Thấy hay mình thấy nó trung bình thôi chứ không phải giảm mắc tiền. Nhưng mà Helen thích ngay đây là tại vì ngay khu shopping luôn nè. Nè, nó đang xây nè. Thấy không? Metrolink nè các bạn thấy không? Đó, tàu lửa đó. Khu này sầm túc lắm, đông lắm. Đang lên shopping bên kia rồi. Nhưng mà cái này nó lên thêm cái nữa nè. Đó, bên đó đó. Ở dưới là họ làm mấy cái chỗ shopping ở trên lầu, họ cho người ta ở dạng dạng như bên Việt Nam á các bạn. Đó. Bây giờ mình đi qua mình xem hai cái phòng kia nữa là xong. Cái nhà này nó rất là nhỏ. Thấy cũng ok đó, vuông vức gọn, 514 ngàn. Bồn tắm này đứng, bồn tắm nằm.
đơn giản lắm các bạn ơi, không có được sang trọng lắm, nhưng mà giá cả phải chăng, nhìn cũng đẹp lắm. Phòng cũng vừa vừa thôi nè. Rồi người ta đang xây thêm quá trời nhà luôn. Người ta nó mấy nhà kế bên nè. Nếu các bạn bỏ thêm 15-20 ngàn, các bạn có thể có cái nhà rộng hơn được 500 square feet. Nhưng mà hôm nay hết cái nhà mẫu họ không có, cho nên mình chỉ quay được những cái nhà mẫu. Tạm thời là chỉ có nhà này thôi. Ồ, quay lại coi cái vách nè, dễ thương không? Đó, cái mền cũng nhung nhung, quăng quăng. Dễ thương các bạn. Thích xem nhà mới gì chứ, bây giờ không có tiền mua đâu nha các bạn. Chỉ quay để chia sẻ cho những người mà hâm mộ hay xem những cái video nhà mới của Helen. Oh my god, cái giường này nó dễ thương quá. Được nè. Đó, các bạn thấy không? Cái bộ giường gì á, hay ghê nha. Chắc cái bộ giường này không rẻ đâu đó. Nhưng mà cái này từ nhà mẫu cho nên mình không biết. Ồ, bỏ đồ vô được luôn nè đó. Ôi, đẹp quá, cute quá, dễ thương quá. Dạng giường này được á, cho hai đứa con trai hay hai đứa con gái ở chung một phòng. Ôi, dễ thương. Có tủ quần áo trong này luôn. Còn cái tủ này cũng đẹp nữa nè. Đó. Cửa sổ đầy đủ luôn, bên đó rồi luôn, bên đây luôn. Mấy cái nhà mới bây giờ họ xây rất là đẹp các bạn hả? Ok, bây giờ là chuyện vậy thôi, cái nhà này nó ngắn, nhỏ, vừa, khoảng ngàn, coi kìa. Helen coi là 515 á nha, lot 3 hả? Plan 2, plan 3 gì đó. Đây nè, ngàn, plan 3 nè, cái căn này nè. Đó. 3 phòng ngủ lớn, 2 phòng tắm rưỡi, 2 xe gara. Đó, được package 2. Ở trên là thảm, ở dưới là lót vinyl. Plan 3 524.000. Nhưng mà họ nói có thể làm được 514.000 nha. Ngàn 589 square feet. Tiền HOA là 171 đồng và cộng thêm tiền gọi bằng tiền Melrose là vô thuế đất luôn, 1.7 nha các bạn. Đây là trên lầu nhìn xuống nè, cái bếp nè. Ok. Vậy là tính ra tiền lời họ mua xuống được 5 chấm à. Tại vì chấm càng ngày càng lên đó các bạn. Tính ra như vậy cũng rất là ok hả? Mỗi tháng trả con 3.500 nếu các bạn muốn mua căn nhà này với 10% down. Ok. Rồi vậy thôi, Helen kết thúc cái video. Đây là cái cửa đi ra nè. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.